Đại phương quảng tâm giới kinh quyển trung, tam tạng đàn vô sấm, người thiên trúc dịch vào đời Bát Lương. Như vậy đó, dần dần có nhiều người nữ rời chồng của họ đi đến các tăng phòng. Khi vào tăng phòng tăng thì vị tăng ấy là vì một người nữ mà riêng thuyết pháp để chỉ bày pháp giải thoát. Này Ca Diếp, ta thấy lúc bấy giờ thuần là phi pháp, 500 phi pháp môn, 500 phiền não môn, người không tu hành lúc đó đều chẳng có gì người tại gia không giữ đức. Này Ca Diếp, trong thời kỳ đó giới pháp rất tệ, nếu người hy vọng lợi ích cầu bồ đề thì không nên thân gần tỳ kheo ni, không ở trú xứ đó, lìa xa không thân gần, chứ có thân gần sẽ bỏ lợi dù ở đời nữ hạnh khất thực, sẽ bỏ sự ưa thích y phục mà mặc y phấn tảo, xa lìa lầu gác dù nệm tòa cù, mà nương vào núi rừng hầm ố khe núi phòng xá, sẽ bỏ tất cả thuốc bệnh ngon ngọt, đương vỏ quýt làm thuốc. Đối với các chúng sanh tưởng thân thương, tu hành từ tâm, phải ăn nhẫn tất cả sự đánh đập trách mắng, xử lại tất cả bà con thân thuộc tri thức, nương sự tu hành làm nghiệp tự sống, không nên cùng người tại gia nói giới giải thoát, nơi tùy thuận mà làm. Này Ca Diếp, nếu trái với giới giải thoát, đó là trái với lực vô sở ý của Như Lai, là trái với chư Phật Bồ Tát trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Tôi báo như vậy, giả sử tất cả chúng sinh trong 3.000 hệ thế giới đều đọa vào địa ngục, nỗi thống khổ chúng sinh kia thọ nhận so với nỗi thống khổ này trong phần không bằng 1.000 phần, trăm ngàn phần, trăm ngàn ức, cho đến toán số thí dụ cũng không thể kịp. Nếu muốn được xa lìa những khổ như đây, thì nên xa lìa người ngu si xấu ác đó trong khoảnh khắc trong ngàn giờ tuần. Nhưng nghe tiếng còn phải nên xa lìa, hú lại thấy nghe mà không xa lìa, nên thân gần một pháp. Thế nào là một pháp? Tất cả các pháp đều không chỗ có, hoặc nhận các pháp đều không chỗ có. Phải nên xa lìa người ác như thế mà không thân gần, là phải nên thân gần hai pháp. Thế nào là hai pháp? Tất cả các pháp đều không chỗ có, cầu tập các pháp, tâm không chấp trước tập. Thế nào là tập? Như người tập được những gì đều không thể được, trong cái không thể được mà không sanh tâm. Như lìa tài kiến, xa lìa ba cõi, hành Bồ Tát hạnh cũng là như vậy. Hành Bồ Tát hạnh phải xa lìa tướng tâm, khi hành Bồ Tát hạnh phải xa lìa như chỗ nói trên. Xa lìa như vậy rồi, gặp Phật Di Lặc, lìa sự sợ hãi và nói rằng: vui thay an lạc tay được lìa chúng ma, vui thay được lìa các lìa xa các đường ác. Này Ca Diếp, nếu nghe cái đấy rồi không còn sợ không còn hãi, tôi thấy bản thân mình sanh tâm có thể duy trì, Như Lai đều biết người ấy có thể duy trì pháp tạng của ta. Này Ca Diếp, thế như có vị trưởng giả nhiều tiền tài lộc, con trai của trưởng giả thấy các vật mà tưởng là tài vật của cha, ban đầu lúc mới thấy cho rằng đây là vật của ta, sau đem vật này đi cất giấu khắp nơi. Như vậy này Ca Diếp, bây giờ tỳ kheo nghe những cái đấy mà nghĩ rằng đây là trò diễn nói phạm âm êm dịu của Như Lai. Nó có tỳ kheo nghe pháp ấy xong mà sinh tâm phỉ báng. Còn tỳ kheo trì pháp thì nói rằng lời Phật đây là chân thật hơn hết. Ít bạn bè là người hèn yếu, sống ở môi trường xấu, từ ngày một thêm che giấu. Này Ca Diếp, đời sau người hộ trì pháp của ta rất ít. Ta đem những người như đây giao phó cho Di Lặc làm bạn lữ, họ sẽ tu hành không quên bỏ. Nếu có thiện nam tử nghe phép này xong như lời dạy mình làm, người này sẽ ở nơi hội ban đầu của ngài Di Lặc mà tu hành phạm hạnh. Và những chúng sanh chánh kiến sẽ hộ trì pháp thành. Này Ca Diếp, ta không thấy cho đến một có một người không được gặp ta 500 năm sau lúc pháp sắp diệt, nghe pháp đó rồi mà không phỉ báng, thường thọ trì độc tụng là việc không có. Để đã thấy và thân cận cung kính ta 500 năm sau trở lại mạt pháp, khi nghe kinh này mà thường thọ trì độc tụng, thì những người như thế không đợi đọc tụng kinh điển của ta, từ họ sẽ có tâm nhất thiết trí nhớ nghĩ ta xong, sẽ tâm hoan hỷ nói lời rằng:
Hay thay, hay thay, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Họ có thể tọa trì pháp ta, thủ hộ ta, vì thế ca diếp phải đến học pháp đây. Nghe học pháp đây, từ chỗ ưa thích đều được thành tựu không khó. Lúc đó, Ma Ca Diếp bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như con đây vĩnh viễn không mất đạo vô thượng chánh chân. Bạch Thế Tôn, nó làm cho con đủ nhất thiết trí, con rất hoan hỷ. Nếu con được đạo vô thượng thì liền được sắc thân hy hữu. Phật bảo Ca Diếp: Ta không cố tuyên thuyết riêng cho ông, nhưng nhân vì ông là ta nói cho mọi người ở đây, để khiến họ giảm bớt nghi hoặc mà mau thành đạo vô thượng chánh chân. Lại nữa này Ca Diếp, nếu có chúng sanh ao ước muốn pháp thành tựu, tu tập thành tựu, những người này sẽ dần dần thành vô thượng đạo, đoạn hết tất cả những sở hữu và rối buộc mà vì thuyết pháp. Này Ca Diếp, Bồ Tát phải nên thành tựu bốn pháp, những gì là bốn? Bồ Tát phải nên phát đại tinh tấn. Thế nào là tinh tấn? Tinh tấn nghĩa là không cầu sắc thọ tưởng hành thức, tu tập pháp vô lậu. Thế nào là pháp vô lậu? Không có địa đại, không nói địa đại, không có thủy hỏa phong đại, không nói thủy hỏa phong đại, tất cả sự nói năng đều là không thật. Bồ Tát này cho nên nói bờ giác ngộ. Ca Diếp bạch rằng: Bạch Thế Tôn, giả sử có người hỏi rằng Như Lai cũng có thể dùng lời không thật để thuyết pháp. Ừ, Bạch Thế Tôn, đối với người như vậy phải nên trả lời như thế nào? Con nay muốn nghe từ lời như từ nơi Như Lai ứng cúng chỉ biết giác. Phật bảo Ca Diếp: Trong đời vị lai sẽ có các ác tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, sân nhuế thêm nhiều, khẩu nghiệp quá nặng, không thọ, không trì, không đọc, không tụng những kinh này. Vì sao vậy? Những người này sanh khởi sắc thọ tưởng hành thức đối với pháp của những kinh đã nói, và lúc đó thế gian sẽ có tỳ kheo sanh khởi sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ những tỳ kheo kia sẽ sống như người tại gia, rồi không tìm cầu để nhất nghĩa. Đây Ca Diếp, như người sanh ra vốn mù lòa, có đeo chuỗi hoa vàng và không tự biết. Này Ca Diếp, tương lai tỳ kheo cũng là như thế, ngày kinh ấy như không thể thọ trì văn tự, huống là có thể tìm cầu hiểu đại nhất nghĩa. Này Ca Diếp, như có người nam người nữ bị bậc trượng phu quả trách, và người nam người nữ này ở lúc khác họ lại nghe nói đến tên trượng phu kia, liền kinh hoàng sợ hãi. Như vậy này Ca Diếp, để mật pháp sau này, hay tỳ kheo nghe kinh ấy nói tội lỗi xấu ác của sự tham cầu y phục, biết mình có lỗi liền kinh hoàng sợ hãi. Này Ca Diếp, giống như con khỉ bị xiềng xích trói buộc, mà khỉ này mới không muốn thấy xiềng xích ấy. Như vậy này Ca Diếp, những tỳ kheo sau này cũng là như thế, nghe những kinh ấy mắt không muốn nhìn mà quay bỏ đi. Này Ca Diếp, do có con chó chạy giữa đồng trống, mà đồng trống này dẫn đến gò trống lỗ huyệt hang sâu. Như vậy này Ca Diếp, tỳ kheo trong đời vị lai nghe kinh ấy xong như giã can chạy. Giã can rong chạy nghĩa là phạm cấm giới, nghe những kinh ấy mà sanh phỉ báng. Ca Diếp như giả can chạy đến gò trống. Như vậy Ca Diếp, tỳ kheo trong đời vị lai nghe pháp này xong, rong chạy trở về nhà, rong chạy đến sắc dục, rong chạy đến người nữ, rong chạy đến chỗ đấu tranh, chạy đến chỗ y thuật, đến chỗ đoạn tuyệt, ở những chỗ như vậy mà phạm cấm giới. Ta nói đó dù cho rong chạy đến gò trống. Này Ca Diếp, như giả can đến lỗ huyệt. Như vậy này Ca Diếp, lúc bấy giờ tỳ kheo thân ngoại bàn chôn bị đọa vào địa ngục. Ta nói như thế gọi là đến lỗ huyệt, như giả can đi đến ở hang sâu. Tỳ kheo đời vị lai cũng là như thế, thân ngoại bàn chôn sẽ bị địa ngục. Này Ca Diếp, ta nói như thế gọi là đến hang sâu. Này Ca Diếp, đồng như giả can, hàng tỳ kheo không thể tìm cầu hiểu nghĩa thú của những kinh này, chỉ hay hủy bán phơi bày việc xấu nên thân ngoại bàn chôn đọa vào đường ác. Này Ca Diếp, còn có tỳ kheo nói rằng pháp của ông nói đều là không thật, lời Như Lai nói là chân thật trí hay không chân thật trí? Tỳ kheo khác nói: Đại đức nay vì chấp việc gì, chấp không hay chấp vào lời nói? Đáp: Tôi chấp lời nói. Hỏi: Ông chính là Phật, vì sao vậy? Vì nay ông cũng dùng lời nói vậy. Đáp: Tôi chấp ở không. Hỏi: Đây sẽ là phân biệt, vì sao vậy? Vì không thể phân biệt mới gọi là không. Không của ông chính là lời nói. Là nữa, không của ông là ngã không hay ngã sở không, hay chúng sanh không mà không? Lại hỏi: Này thì khéo ý ông thế nào?
Ông hoan hỷ với tất cả pháp không phải không? Đáp, tôi đều hoan hỷ với tất cả pháp không. Lại hỏi, Đại Đức Sẽ Lâu mất pháp của Sa Môn Thích Tử, vì sao vậy? Vì chính Phật nói tất cả pháp đều không. Thế Tôn không nói có ngã chúng sanh tọa mạng, không nói có nhân. Đáp, tôi lại ưa thích tất cả pháp không. Hỏi, Đại Đức còn hoan hỷ với tất cả pháp không? Huống lại Như Lai ứng cúng chánh biến giác. Đại Đức ý ông thế nào? Mắt có phải là Như Lai không? Tỷ thiệt thân ý có phải là Như Lai không? Đáp, mắt chính là Như Lai. Tên mùi lưỡi thân ý chính là Như Lai. Hỏi, đây nên phân biệt. Nếu vậy thì Đại Đức cũng chính là Như Lai. Đáp, mắt là lời nói, không phải là Như Lai. Tai mùi lưỡi thân ý là lời nói, không phải là Như Lai. Hỏi, đây nên phân biệt. Nếu mắt không phải Như Lai thì tai mũi lưỡi thân ý cũng không phải Như Lai. Trước Đại Đức nói Như Lai chính là lời nói, nay vì sao nói rằng không phải? Đáp, mắt không phải Như Lai, không phải lìa mắt là Như Lai, cho đến không ý không phải Như Lai cũng không lìa ý là Như Lai. Hỏi, Như Lai nói 12 nhập là chúng sanh, vậy đây nên phân biệt. Đại Đức, nhãn sắc là Như Lai chăng, cho đến ý pháp là Như Lai chăng? Đáp, nhãn sắc là Như Lai, cho đến ý pháp là Như Lai. Hỏi, như ông nói tất cả chúng sanh chính là Như Lai, tất cả đất, tất cả núi non, rừng cây hoa cỏ đều là Như Lai. Đáp, mắt không phải Như Lai, cho nên ý không phải Như Lai. Hỏi, nếu như vậy thì nói Như Lai là pháp hay phi pháp? Đáp, sao không phải Như Lai, cho đến pháp không phải Như Lai. Hỏi, Đại Đức, pháp không phải Như Lai ư? Đáp, pháp không phải Như Lai. Hỏi, nếu như vậy có các chúng sanh nói không cha mẹ, không sa môn bà la môn, không chủng tánh bất tịnh, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói theo dật tham sân tà kiến, những lời đó ông nói đều là Như Lai ư? Đáp, không phải. Bất thiện gọi là Như Lai. Nếu như vậy, như chỗ ông nói pháp không phải Như Lai, phi pháp không phải Như Lai. Nếu không phải pháp, không phải phi pháp thì không còn gì nói năng. Như Đại Đức nói, không có nói năng gọi là Như Lai. Đại Ca Diếp, và nên luôn luôn hàng phục những người ác như vậy. Đại Ca Diếp, ta không thấy người trời ma phạm ở thế gian có thể cùng người nói như pháp như thế mà chung bàn luận, chỉ trừ người sân si không kham nhẫn, người không nhân duyên chia bai pháp không mà bỏ đi. Vì thế, Đại Ca Diếp, các ông nên đem so sánh kinh như đây. Này cái giúp đời Bị Lai, người trì pháp sẽ có ba tên, những gì là ba? Đó là nói đoạn diệt, nói không có vật, nói không có ấm tụ, không có cung kính. Này ca diếp, và thời đó những kinh như thế sẽ bị phỉ báng. Ca diếp ông xem, nó bây giờ không có sự cung kính Phật, không cung kính pháp, không cung kính tăng. Nó đã không cung kính Phật pháp tăng rồi thì tên tăng làm sao tồn tại? Chỉ nương vào lời nói, nếu mà danh tự tuy xuống tên Phật ở trong chúng mà không thể thấy ai là Phật, tuy miệng nói pháp mà không thể biết Như Lai Thế Tôn nói pháp gì, tuy nói tứ hướng tứ đắc là thanh văn tăng của Phật Thế Tôn, để biết tên mà không thể biết y danh thật đức, vì các duyên y phục, cơm ăn áo mặc, thuốc bệnh nên hủy bán pháp. Bồ Tát trong ấy phải còn tinh tấn đối với những cái này, phải sanh ưa thích mong muốn, phải nên toàn trì đọc tụng kinh đó. Vì sao vậy? Những người đó đời sau sẽ bảo vệ cung thành pháp. Vì sao vậy? Vì 91 kiếp không được nghe giảng nói pháp không như vậy. Này Ca Diếp, nên tôi nhớ về 1.000 kiếp trước trong đời quá khứ, lúc ấy có Phật hiện ra đời, hiệu là Tịch Diệt, thọ mạng 84.000 năm, bảo vệ Bồ Tát lợi ích thế gian, là có Như Lai hiệu là Ly Cấu, tọa mạng 21 kiếp, thành Bồ Tát Đạo, sau đó mới thành Vô Thượng Đạo. Này Ca Diếp, ông xem Như Lai là làm bao nhiêu việc khó làm, thân giúp các chúng sanh. Này Ca Diếp, khi kiếp trường tận, không nên quả trách ai. Vì sao vậy? Này Ca Diếp, lúc kiếp trường tận, nếu có một người có thể tin pháp đây, rất là hy hữu, và thời đó, người trì pháp này không bị dao gậy gạch ngói làm hại là việc rất hy hữu. Vì sao vậy? Đại Ca Diếp, vì pháp đây là pháp đại thiện trường phu, nói tất cả hành là phi hành. Nếu người chấp ngã kiến, chúng sanh kiến, mạng kiến, nhân kiến, hữu kiến, vân vân,
thì sẽ không thể hiểu. Cùng nếu vào sở thấy được, đó là phương nương sở thấy giới, thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, thấy Niết Bàn vậy. Và có khởi lên sở thấy biết, Như Lai để biết đó là tà kiến. Vì sao vậy? Này Ca Diếp, Như Lai không có Niết Bàn, không được Niết Bàn. Này Ca Diếp, nếu có Niết Bàn, được Niết Bàn, Như Lai nói đó đều gọi là tà kiến. Nếu là người tà kiến thì đó gọi là vô trí. Nếu là vô trí thì đó là chỗ hại, là phàm phu ngu si. Nếu phàm phu ngu si thì sao lên cõi trời còn khó, huống Phật Bồ Đề. Này Ca Diếp, trong đời vị lai sẽ có tỳ kheo tuổi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cho đến 100 tuổi, già yếu vô trí, trang nghiêm y phục, cắt tóc hủy mần. Những người già si này không có ai đức, sanh khởi tà nghiệp, lúc lâm chung là gây tạo nghiệp ác, phá hủy giới pháp. Do đây mà làm ba việc gian trá. Nếu gì là ba? Thì hiện oai nghi, thì hiện trì giới, làm tướng người tốt. Cử chỉ hiện tướng tại đây như pháp để làm nổi cái đức của mình là đọa đại mạng. Do tâm si hối mà lấy mạng chung, thân hoài mạng chung đọa vào địa ngục. Vì thế này Ca Diếp, ta đây nói ra như vậy là vì ta muốn khiến các ông chân thật hiểu biết điều đó. Thế vậy các ông, vì muốn lợi lạc cho các ông, vì thương xót các ông, khiến về sau không chịu khổ đau lớn. Này Ca Diếp, ta trọn không cho phép những chúng sanh chấp kiến mà được xuất gia. Ta trọn không cho phép người chấp ngã kiến, chúng sinh kiến, mạng kiến, nhân kiến mà được xuất gia. Ta thật không cho phép người cưỡng ở trong giới pháp của ta xuất gia lũ ăn của tánh thí mà không có công đức chân thật trì giới. Này Ca Diếp, thề người 6 ngày dứt sự ăn uống, không chấp trước ngã kiến, chúng sinh kiến, mạng kiến, nhân kiến cho đến niết bàn kiến mà thọ thực của tánh thí. Bồ Tát trong đó nên cần tinh tấn, không chấp trước ngã kiến đến niết bàn kiến. Này Ca Diếp, những cái này ta đem giao phó cho các thiện trường phu như thế. Vì sao vậy? Vì chỗ làm của họ như ta làm vậy. Người như thế chính là bạn bè của ta, chính là bầu bạn của ta. Lúc đó Thế Tôn đều nói kể rằng các chúng sanh khổ não đều không có cứu hộ. Trừ đạo sư ở đời, người không có hí luận. Các chúng sanh khổ não y chỉ người thấp hèn, dần tăng trưởng các dục, do vậy đọa đường ác. Không thầy, không lợi ích, trụ ở nơi hoang hiểm, hướng đến đường bất chánh, trọn không có an ổn. Giống như đem tiền của đến đồng trống cầu lợi, nơi đó nhiều nhặt nổi, bị cướp đoạt tất cả, mất của xong quay về, khổ vì mất thêm lợi, vay mượn của người khác, do đây khổ tăng thêm. Ở đây cũng như vậy, tạo nghiệp xong chưa trả, bạch nghiệp tạo xưa kia, đến nay ăn của này, y chỉ kẻ cướp đoạt, phàm phu đọa kiến ấy, chấp trước ở ngã kiến, mẹ kiến cùng nhân kiến. Tỳ kheo nói pháp không, đưa ngã nhân kiến ấy, sanh tâm phỉ báng xong, mau đọa vào đường ác. Sanh khởi tâm sân giận, cùng khinh hủy lẫn nhau, phỉ báng nói không thật với người tàm quý này, thân ác cùng miệng ác, ý nghiệp rất hiểm ác, cố chấp trước các kiến, đây thẳng đến chỗ ác. Làm các nghiệp ác xong, mau chóng đến chỗ ác, chịu nhiều các khổ não, không có người cứu hộ. Đời vị lai sẽ có những người nhiều sân giận, bất thiết khổ tỳ kheo, người hướng đến Bồ Đề. Ở những kênh như thế, người không từ sẽ hủy, mà không sanh tinh kính pháp của Thất Sư Tử, thì cùng sanh tranh cãi, mâu nổi lên giận dữ, rồi phỉ báng lẫn nhau, bêu xấu khắp các phương, tạo các thứ phỉ báng, đổ cho người tàm quý. Bạn ác được thế lực, người vô duyên yếu đuối, bị chánh pháp yếu kém, pháp ác thêm sức mạnh, tỳ kheo khước bỏ đó, con yêu của ta đây, sẽ đi đến phương nào, nơi đó được an ổn. Người ác không tâm bi, phải trừ khử họ đi. Những kinh của ta đây, thường phải nên suy nghĩ, những gì đạo sư nói, dùng đó tự vui mừng. Ta sẽ đến nơi đây, chỗ người xưng tán Phật. Nay lúc pháp hủy hoại, người vô duyên khó được, hoặc có nói lời rằng nên mau lìa chỗ đây, nên đến đại tiên nhân, nơi được vô thượng đạo, lại có lời nói lời rằng hay thay lời nói này. Bậc đạo sư nói rằng nên lại bái các tháp
Phải đang đi đến chỗ cây bồ đề khả lạc, nơi không người tật đố, sân giận cùng tranh cãi. Tỳ kheo bỏ đi đó, làm đúng chỗ ta nói, lại thấy trú xứ khác. Đó là nơi Phật ở, kinh hành cùng tòa thiền, hoặc đá cùng chỗ trống. Tập đến chỗ đó xong, thường cùng nhau khóc lóc. Đây là nơi đại tiên, chỗ kinh hành thọ dụng. Phật sư ở chỗ này, thấy chỗ không thấy Phật, vô lượng, vô thượng tiên nhân đây. Chỗ nói pháp vô thượng, chúng ta đây không thấy, hữu vi đều vô thường. Người cùng các phi nhân, trời đồng thể đều đến. Khéo nói khí hoan hỷ, chúng ta đây không thấy. Đến chỗ trú xứ đó, là dưới cội bồ đề, đã tập đến đây xong, chánh niệm khéo suy nghĩ. Đại sư đợi bấy giờ, được vô thượng bồ đề, các ma vương sợ hãi, giống như dã can nhỏ, đào tràng đây xưa kia, chỗ Như Lai tòa thiền, quá khứ vị Lai Phật đều ở tại chỗ đây. Đây là bậc dũng kiện, chỗ ức thiên cung kính, nguyện kiết già 7 ngày, qua sát cội cây này, người đó cúng dường rồi, đến chỗ thuyết pháp, ở nơi chuyện pháp luân, thanh văn phạm thế gian, tỳ kheo này đến đó, mà thường thường khóc lóc. Bậc dũng kiện đến đây, điều phục 5 người đó, 5 người thấy Phật xong, liền sân khởi phiền não, cùng nhau bàn việc ác, đều không còn sân khởi. Đại bi Thế Tôn đây, ở chúng khởi tâm bi, vì 5 tỳ kheo nói, chuyển cam lồ pháp cú. Lại nơi pháp luân xong, lại thường thường khóc lóc, lại đến chỗ Niết Bàn, đã thánh Phật sau cùng. Lúc đó Thế Đạo Sư, lợi ích nhiều chúng sanh, phá nát thân mình xong, ở đây Phật diệt độ. Chào ơi Phật Thế Tôn, Thích Sư Tử Đăng Nhân, đã chỉ nghe tên Phật mà không thấy hình Phật, bậc tiên nhân vô thượng, hiện thiện sau cùng ấy, đại trí nên biết rằng chính ta là sau cùng. Hoặc du hành mạng chung, hoặc trụ xứ mạng chung, du hành sau mạng chung đều sanh đến quả lành. Lúc đời mạt sau này, làm lớn rộng Phật Pháp, để đây sẽ được Niết Bàn, trụ ở các tịnh giới. Và tỳ kheo huệ giới cũng đều được cúng dường. Nhận cúng an lạc xong, mau đi đến đường ác. Quán các tỳ kheo đây, có lầm lạc như vậy, ngồi trí sau mạng chung, mau chóng được sanh thiên. Đây đề chư thế gian, thương xót người thế gian, Bồ Tát trí tuệ lớn, tâm từ lợi chúng sanh, sẽ làm nên việc người, tâm vui mừng hớn hở, tôi sẽ được làm Phật, cũng được gặp Di Lặc, sẽ cúng dường Thế Tôn ở trước tất cả chúng, nhất thiết trí ký tôi như chỗ tôi mong nghĩ, là có thế lực lớn, tôi nói nghĩa như vậy, tôi không thấy được Phật, phải biết như đối diện, ta sẽ an ủi đây, cũng lại phải như vậy. Tu hành Bồ Đề Phần là để tất cả Phật hoặc có các người nữ hướng vô thượng Bồ Đề, ta cùng an ủi đó, cùng vô lượng Như Lai. Sẽ thân nữ đó xong, mau thành thân nam tử, được thấy Đức Di Lặc, đây sẽ cúng dường kia. Tất cả chỗ cầu tìm, thấy đều được như ấy. Theo học trí giải, sanh là ân kiên dục. Ở có ở kiên dục rồi, trời giới rộng nghe nhiều. Đây được Phật Di Lặc, được Phật viên tọa ký. Vì thế nghe lời này, sanh khởi niềm tin lành, tin chắc mà hướng đến, giúp tất cả chúng sanh. Có ai cầu chỗ đây mà có người không được, có tuệ cùng tinh tấn, bồ đề không khó được. Không sinh tâm vô định, tu tập hành từ tâm, tu ở chỗ vắng lặng, đây gọi hành bồ đề. Sợ bỏ chỗ như thế, cho nói về bồ đề, đây là giặc đại tham, sẽ lìa hết tất cả. Nếu vì ăn uống, có các sự lợi dưỡng, giả hiện dình chánh pháp, còn cùng nhau diễn nói, đây mạng sống bất tịnh, dùng ngôn si tự sống, bị các ác làm hại, chỗ ác đạo xâm bức, là pháp môn bất nhị, chỉ giả danh tỳ kheo, vì bán pháp như đây, cùng với giới giải thoát. Nếu có người trì giới, ta nói pháp cấm giới, sẽ bán tượng tỳ kheo, kia không đến chỗ hiền. Tất cả trời thế gian, hết thảy đều xa lánh, như thế trí Thế Tôn, cũng càng lánh người này. Nếu thân không nghiệp ác, khẩu nghiệp cũng không ác, ý nghiệp đều thanh tịnh, mau chóng đến Niết Bàn.
này ca diếp Như Lai Xuất Gia Diệt Độ. Lúc đời mạt sau này có các tỳ kheo. Trước đây gieo trồng căn lành ở chỗ Phật đàn bát niết bàn. 500 năm sau khi những chúng sanh thuần thiện mạng chung hết, sẽ có tỳ kheo tham cầu không nhàm chán, sân nhuế biệt ly, thô sáp độc ác, mặt mày câu có, sân giận, trú ở ba pháp, nghĩa như là ba, chuyên học ngành y, trú ở buôn bán, gần gũi người nữ. Trú ba pháp này sẽ mất bốn pháp, nghĩa như là bốn, mất ở giới tổ, mất ở đạo lành, mất được quả chứng, mất thấy pháp như thật. Người đó có bốn pháp này rồi lại thêm mạnh bốn pháp nữa, nghĩa như là bốn, thêm mạnh tật đố, thêm mạnh sân giận, thêm mạnh tham việc nhà người khác, thêm mạnh tham đắm lợi dưỡng cất chứa, thêm mạnh ham thích y phục làm nhiều tủ đựng, cho nên làm các nghiệp rỗng tuếch, không có gì cho mình, không có pháp sa môn. Nghe pháp đó rồi sẽ rơi vào bốn pháp, nghĩa như là bốn, rơi vào pháp hủy bán, không biết nói đúng thời. Riêng về người nữ mà dễ nói pháp, dần dần hủy phạm cấm giới. Nghe pháp ấy xong rơi vào tai họa, Đại Ca Diếp, như sâu vào mũi của con chó dữ. Đại Ca Diếp, ý ông thế nào? Con chó của chó kia sẽ giữ thêm phải không? Bà Thế Tôn, đúng vậy, sẽ càng giữ thêm. Phật dạy Đại Ca Diếp, những người ác ấy như con chó dữ kia, như tỳ xá già, có tỳ kheo tâm ý thanh tịnh, trừ những pháp như vậy, nói những pháp như vậy, chân thật tiểu dục, tế thế tiểu dục. Nghe những điều ấy xong, kinh hãi không tin, chìm đắm trong sợ hãi sẽ ra phiền não, lại thêm sân giận thì sẽ ở nghiệp nào. Thời gian đó chưa đến, như đây ta dụ nói, kia nghe kinh đây sẽ sanh phỉ báng, như bị kim chích sanh thêm sân giận. Rồi nói đây không phải Phật dạy, chỉ trách người tiểu dục rằng, nên gọi người này là người đa dục, không phải là tiểu dục. Này Ca Diếp, ta thường đủ cách thay thế người tiểu dục, người tri túc, người khéo, Bồ Tát, người dễ cùng ở chung ở, người thực hành hạnh đầu đà, người ở nơi a luyện nhã, người sinh sống thanh tịnh. Các ông chớ cùng các loại người ác mà cùng ở chung ở. Vì sao vậy? Vì đó là pháp đại gia, cho nên pháp đó khiêu dối hại người. Đối với pháp đại gia, các ông không nên quá sân giận, các ông cũng đừng tích trữ chất chứa nhiều tiền tài, mà nên xả bỏ tài sản. Các ông cẩn thận chứ làm ra vẻ tướng khác lạ để ca ngợi đức của mình. Các ông không nên bị trói buộc luyến tiếc, tích trữ chất chứa nhiều. Các ông chớ nuôi lạc đà, ngựa, trâu, lừa. Các ông không nên giải đại biến nhát, phải còn tinh tấn dứt trừ pháp bất thiện, tu tập thiện pháp. Này cái giúp ta thừa gieo trồng nhân duyên tháng nơi a luyện nhã, vắng lặng thanh tịnh, xa chỗ gần nhà cửa. Lúc đời mạt sau này, trái pháp ta đây, trái pháp ta rồi, muốn tạo nhiều sự hủy bán chánh pháp. Này Ca Diếp, giống như có người khi bệnh sốt, uống cây tía tô, uống xong khát nước, nói với người khác rằng, ông cho tôi nước. Người đó đáp rằng, thì đại trường phu, xin đừng, ông đừng xin nước để uống tí tô, ông đừng nhân đây mà đi đến chết. Người đó sân giận hủy bán người này, vì không nghe theo lời người khác nên uống xong mà chết. Như vậy này Ca Diếp, tỳ kheo vị lai chấp trước hữu kiến, trú ở các pháp ác, tỳ kheo này nói rằng việc này nên trú, việc này không nên trú, trở lại sanh sân giận mấy chữ hủy bán. Những cái điển về giáo pháp Như Lai. Vì thế, Đại Ca Diếp, những người như thế là tranh cãi với Như Lai. Đại Ca Diếp, ông thử xem, tỳ kheo hiền hộ này, Như Lai chế giới là, các tỳ kheo phải ngồi ăn một lần. Tỳ kheo hiền hộ này nghe xong, sân giận, 3 tháng không đến chỗ ta. Này Ca Diếp, các vị đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh thời đó, mà còn có thể như thế, huống sau khi ta diệt độ, người tham lam ăn uống, tham đắm y bát mền mùng, thuốc thang, bề chỗ ngủ nghỉ che lấp, sân nhuế giận dữ, nghe kinh đó rồi còn không cung kính Phật Như Lai, của các tỳ kheo hành như pháp khác. Này Ca Diếp, nếu những pháp như vậy mà ẩn diệt rồi thì rất là bất thiện, rất là bất thiện.
đầy cai diếp cho đời ác, đời mà ác được tai biến sau này. Và có thì nam tử muốn cầu lợi lành tăng trưởng pháp của ta đây, lúc đời mạng giáo pháp của ta uế dục uế đục, người sân giận thì nhiều, người tốt khó được. Lúc đó nếu có người nghe tin những thâm kinh ấy và tin rằng người này làm tương ứng, không phải không tương ứng, và nói rằng đó là người tinh thọ, không phải không tinh thọ. Đại ca diếp, nay ta nói đây cũng là tương ứng, không phải không tương ứng, không phải không tin. Đại ca diếp, giống như ngựa dữ và ngựa khiếu điều phục cùng đồng xe giá, như yên lặng không tiếng còn không điều thuận được, huống là thổi bồ về đánh chuông nện trống mà có thể cảm nhận được là việc không có. Như vậy đại ca diếp, tỳ kheo phá giới nó có thể cảm nhận pháp thiện trường phu là việc không có. Đại ca diếp giống như ngựa dữ mà vừa lấy roi đánh là vừa sợ hãi. Như vậy đại ca diếp, nếu vừa nghe nói về pháp vô ngã và pháp không, người chấp trước ngã tưởng sẽ kinh hãi lo sợ và nổi lên tranh cãi, huống lại rộng nói. Ca diếp phải nên phát khởi đại căn tinh tấn, phát đại trang nghiêm, hàng phục trăm ngàn vạn ức các ma, khiến kia rút ráo không còn nổi lên tranh cãi. Thế nào là khởi tinh tấn căn? Không ham muốn là tinh tấn căn, công đức đầu đà là tinh tấn căn, không tham là tinh tấn căn, không si không sân là tinh tấn căn, không ganh ghét là tinh tấn căn, ly dục là tinh tấn căn, một mình không bạn bè là tinh tấn căn, xa lìa ngộ nghĩ là tinh tấn căn, ở tất cả thời không sanh khởi tất cả ác tâm là tinh tấn căn, ở tất cả thời không khởi dục tâm là tinh tấn căn, không khởi tâm nghi khởi đại tinh tấn, lìa tất cả nghi, lìa tất cả nghi đại trang nghiêm xong, phát tâm bồ đề không chỗ dựa bám, không còn khởi ngã tưởng, cuối cùng trọn không nên khởi ngã tưởng, chúng sanh tưởng, mạng tưởng, nhân tưởng, nam tưởng, nữ tưởng, không khởi tưởng về địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không khởi tưởng dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không khởi tưởng giới, tưởng phạm giới, không khởi không tưởng, đều không nên khởi tất cả các tưởng, cho đến tưởng niết bàn cũng không nên khởi. Thế nào gọi là không khởi các tưởng? Các tưởng như thế trong đây có được chăng? Này ca diếp, nếu tham dục không thật, nên biết diệt dục cũng lại không thật. Này ca diếp, muốn không chỗ nhất định, chỉ hư vọng mà nói, vì vậy Như Lai như thật mà nói, dục này không phải pháp của ta, là pháp tịch diệt. Thế nào là pháp tịch tịnh? Hoặc chấp hay không chấp, đó là trước tưởng như núi Tu Di. Nếu người trước tưởng nên biết người đó phá mất thánh pháp kia, không thể sanh khỏi pháp sa môn, đó gọi là si. Người si ấy vĩnh viễn không thể sanh khỏi pháp sa môn. Vì sao vậy? Vì người trước tưởng này trong vô lượng kiếp đã nhiếp trong địa ngục vô gián vậy. Đại ca diếp, hãy xem thử tỳ kheo câu ca ly, tỳ kheo đề bà đạt đa, tỳ kheo toái tài, tỳ kheo hắc khâu xá, tỳ kheo hải dự. Này ca diếp, tỳ kheo mã sư, tỳ kheo mãn tú, tỳ kheo thiện tinh là hậu hạ trước mặt ta, nghe ta nói, thấy ta kinh hành, thấy ta ngồi thẳng, thấy thần thông của ta kinh an ở hư không, thấy ta hàng phục trăm ngàn ngoại đạo. Những người như thế còn không sanh tâm tốt với ta, còn lấy sâu trùng đè dưới chân để chống trái tay mà tự đến đường ác. Nếu có thật nói công đức Như Lai ứng được bột chiên đàn như núi Tu Di, đem bột chiên đàn đó tán ra làm lọng máu lớn như tam thiên giới, người đó ở trong hư không bên ứng hầu. Vì sao vậy? Ca diếp, người có thể có lòng tin xưng danh hiệu Phật, người thật tin rất ít, huống có tin rồi theo Phật xuất gia, sẽ là dục uế tu vô trước thiền, rất là hy hữu. Này ca diếp, hoặc chúng sanh hay trì cấm giới, ta nói tin hiệu pháp cam lồ như thế càng hy hữu hơn. Này ca diếp,
giống như đại chúng tụ tập ở chỗ cúng tế là một hộp da, hay giấy rất đẹp nét vẽ nhiều sắc, đựng đầy phân dơ. Hoặc là có người dùng áo trùm lên đem đi chỉ bảo người. Có người thấy biết trong hộp đó là không thật, quay lưng bỏ đi. Như vậy này, ca diếp và có tỳ kheo, thấy công đức pháp từ của Như Lai. Có tỳ kheo ở trong đó mà sanh ngã tưởng. Này ca diếp, nếu có ngã tưởng thì khỏi ham muốn. Nếu có tướng khác, tức liền khỏi ham muốn. Này ca diếp, người không ngã tưởng, nghe những kinh ấy, không sanh sân giận. Vì sao vậy? Chỉ trách người khác như vậy như vậy là không tốt. Do việc đó nên nghe phép này rồi được tâm tốt. Và có nhiễm trước ngã tưởng, đó chính là tà kiến. Nếu người tà kiến nghe những giáo huấn chân thật như thế thì sanh sân giận. Vì sao thế? Này ca diếp, có ngã tướng thì khởi sân giận. Này ca diếp, hỏi tỳ kheo đấy ưa và tắc ưa và di, và những pháp đó mà khởi sân giận phỉ báng thì người ấy chỉ có hình tướng danh ngôn sa môn. Ta không phải thầy của kia, kia không phải đệ tử của ta. Vì sao vậy? Vì kẻ vọng ngữ không phải đệ tử của ta. Ta cũng không phải là thầy của người vọng ngữ. Vì sao vậy? Này ca diếp, Như Lai Thế Tôn là nói lời chân thật. Như Lai nói rằng tất cả pháp là không. Này ca diếp, Như Lai Thế Tôn hỏi tất cả ngã. Vì thế người đó tranh cãi với Như Lai. Nếu có người tranh cãi với Phật Như Lai, gọi đó là ma. Như Lai không cho phép ma đản xuất gia khỏi cụ túc giới. Này ca diếp, hoặc nói ngựa con, tôi nói rồng voi sanh ra. Ca diếp ý ông thế nào? Người nói lời ấy có đáng tin không? Ca diếp bạch rằng, thưa không, bạch Thế Tôn. Này ca diếp, lời ấy có tương ưng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này ca diếp, thật có chúng sanh chấp ngã tưởng, chúng sanh tưởng mạng tưởng, nhân tưởng thì đến niết bàn tưởng. Xưng ta là thầy lại càng không tương ưng. Này ca diếp, hoặc có người để nói rằng kim sĩ điểu từ quạng mà sanh ra. Này ca diếp, ý ông như thế nào? Lời nói như vậy có đáng tin không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này ca diếp, lời nói như thế là tương ưng hay không tương ưng? Ca diếp bạch rằng là không tương ưng. Này ca diếp, và có người chấp ngã cho đến chấp niết bàn, gọi ta là thầy thì lại càng không tương ưng. Này ca diếp, hoặc là có người nói rằng có con đom đóm đồ núi tu di mà đi. Này ca diếp, ý ông thế nào? Lời nói như thế có đáng tin không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này ca diếp, có tương ưng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này ca diếp, những người ác chấp ngã kiến, chúng sanh kiến cho đến niết bàn kiến, gọi ta là thầy thì càng không tương ưng. Này ca diếp, giống như đại vương có người hầu cận, lại có nhiều người không biết, giả y như người hầu này dối là vua truyền khiến đến nhà giàu có, vua ra lệnh khiến bộ giúp làm việc như thế. Lúc đó các đại thần cùng các người giàu có thấy người này là bậc tự tại khác thường, nên đáp người đó rằng tôi sẽ làm như thế. Lúc đó những người giàu có vì mạng sống nên đi đến chỗ vua. Như vậy là ca diếp, phước lực Như Lai đầy đủ tự tại, như vua an lạc không có oán địch, vừa khắp nơi ăn uống đầy đủ. Như Lai và tăng chúng cũng lại như thế, không có oán địch, ở cõi nước Phật pháp thật đầy đủ. Có một người lạ không mời mà vào trong tăng chúng, từ nói ngạ kiến cho đến niết bàn kiến. Nói rằng Như Lai nói như vậy, Như Lai nói rằng đây nên làm, đây không nên làm. Những người có tín tâm đối với Như Lai không trái với Phật giáo, nghe lời ấy rồi tự mình cùng vợ con các phần cơm áo đồ thường diệu mà dâng cho đó, tin tưởng cung kính và tin kính cho đến lúc chưa biết. Người lạ kia nhận thực phẩm cúng dường của người kia rồi vui mừng ồn ào, luận bàn việc vua việc giặc, luận bàn về ăn uống, luận bàn về dâm nữ, luận bàn về việc thuốc thang, luận bàn bàn về nguyệt thực nhật thực các vua đến đi, bàn về vương gia, lại nói rằng chỗ này được ăn, chỗ này không được, luận bàn đủ thứ như vậy. Như vậy hết ngày rồi lại ở lại qua đêm, 2 đêm, 3 đêm cho đến 6 đêm, tùy chỗ ở lại mà bàn luận cái việc ghen tức, cái việc giỡn cười, nói chuyện lung tung, nước giải lưu chảy, loạn tượng ngộ nghĩ, theo chỗ đó mà nằm mộng thấy.
Mẫu thấy thân mà đi đến chỗ kia, đón chào cung kính. Khi ngủ dậy rồi, cùng nhau kể về chuyện mộng thấy. Đại đức, khi đêm tôi nằm mộng thấy ông đến ở chỗ đó, được Phật như vậy. Người kia nói rằng đây là giấc mộng lành, phải mau qua đó. Người kia liền qua đến chỗ thành ấp nhân gian, mắt liếc nhìn qua lại, tâm nhiều chỗ bực bội, sanh phiền não, tâm không chuyên nhất, lơ là oai nghi, các căn không kiểm soát, tâm loạn tán động, đến nhà người rồi hủy phạm cấm giới, cùng một người nữ riêng vì thuyết pháp. Nhân duyên dẫn cười, giờ hiện tướng dục để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng rồi, ưa thích tham nhiễm, đam mê đắm trước không thường ở nơi đó, nếu trái bổn ý khóc lóc mà đi đến chỗ thứ hai, chỗ này nùng hậu cùng chỗ tán thán, nếu không nùng hậu mắng thứ chủ đó, lại cùng tụ tập mà hỏi nhau rằng ai bố thí, chúng chúng nào sẽ được, là được bao nhiêu, ông ăn bao nhiêu. Có những việc làm không tương ưng như vậy cho đến khi chết. Này cái giết, những người đó là có việc làm không tương ưng, đó là phi chánh pháp. Ca Diếp nên biết, phải nên sinh tâm từ bi đối với các tỳ kheo này. Vì sao vậy? Những người đó sẽ bị quả báo lớn vậy. Lúc đó Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa trên và nói tụng rằng: Phàm phu hầu hạ vua vì tham lam mạng sống, dạo chơi ở các nhà, vua ra lệnh như vậy. Kia nghe sắc lệnh rồi, sân giận trách mắng ta: Phàm phu dùng thế đây, thường tự dùng mạng sống, huống gì Phật tối thắng ở trong ngàn ức kiếp, bố thí cả tay chân, làm nhiều các khổ hạnh, không phải phép vua tôi khiến ở là trách phạt. Cô không có người hỏi nên làm hay không làm. Tại gia cho tỳ kheo thức ăn ngon thượng diệu, trong y phục đẹp ấy cung kính cho tất cả, tự mình không uống ăn là dứt không cho con. Nhóm họp sắc thượng diệu để cho người trì giới, người hành không tương ưng ăn xong rồi bỏ đi, cùng tụ tập một chỗ hỏi nhau thích ăn không, luận chuyện vua cùng giặc, lời nói việc tuần canh, còn nói việc ăn uống, tại sao Phật tụ tập, hoặc nói nhật nguyệt thực, hỏi việc vua đến đi, cái kia sẽ được phần hơn, cùng nói sẽ tận diệt, là lời không tương ưng. Thường thường hằng diệu nói tốt hơn nên rời đây, mong qua nhà ở nhà kia, là nơi rất giàu có, nhà này rất keo kiết, không được thức ăn ngon. Sanh giác tưởng như thế, suy nghĩ trăm điều xong, làm ác mà không biết, như lừa mang vác nặng. Thế rồi trong đêm mộng thấy nhớ việc xưa làm, thức rồi hướng mau nói mà giải thích đủ thứ, không lo vui cười lớn, ông sẽ được an lạc, mau đến thành việc này, chớ chậm sau sẽ hối. Đi đến thôn thành ấp rồi làm việc mất chánh, mắt nhìn ngó lẳng lơ giống như con di hầu. Vào thành ấp này xong, vì người đỡ thuyết pháp sẽ bỏ hết kinh Phật và cùng giới giải thoát. Đã đến chỗ ấy rồi, bày tội ác ra sao, mới nhất thí chỗ này cùng với thiện tri thức, lại cùng nhau tụ tập, còn cùng hỏi thăm nhau, ông được thức ăn gì, chỗ được ăn ngon không. Sao nói việc như thế, đã qua trăm ngàn năm, chỗ suy nghĩ như vậy dùng để tự nuôi sống, rồi khởi lên tranh cãi, họp rượu cùng hoa hương, phải dùng đây làm thuốc thì liền ít bệnh khổ, Phật sẽ làm được gì, dù cho có trăm Phật. Rồi bỏ chỗ tu hành, quen gần pháp tại gia, ngã kiến cùng thường kiến, thế rồi sanh chấp trước, kia sẽ tu hành này, dẫn đến nơi đường ác, đây sẽ chịu thống khổ, do phỉ báng chánh pháp, phàm phu ít hiểu biết, tu tập hành tại gia, còn lại thích sư tử, hàng thanh văn thực hành, không vì mạng sống mình, mà hủy phạm cấm giới, người trí không tham ăn, dao động khởi vọng tưởng, với ăn tu bất tịnh, định tọa để báo ân, dứt các dục kết lậu, tu tập ở các tưởng, kia tu hành phương tiện,
thế Phật pháp xuất gia, biết ở pháp vô tránh, các chỗ nói pháp không, thường thường mà tu tập, trong không được hiện thật. Loài trí tuệ giống kiện, biết ở pháp không ấy, ma cùng chúng sợ hãi, là báo ân tánh thế, đây tròn không có ấy, cô không phá hủy không, là Phật tử giọng mạnh, nhị túc trong ruộng phước, chánh pháp không ở lâu, vì có nhiều người ác, ít tỳ kheo vô duyên, không phóng dật lợi dưỡng, người trí lo nghĩ rằng, không lâu mau đến chết, đêm ta sẽ làm gì, ngày nay ngày cũng là như vậy, đời không ai cứu hộ, chỉ trừ nhị túc tôn, bậc học cùng vô học, ta đều sẽ diệt độ. Đây không biết như thế, chỗ từ ngày thuyết pháp, khi dối không kính Phật, cùng vô thượng chánh giác, chánh pháp sắp hủy diệt, phải nên cần tinh tấn, được nghe chưa bao lâu, cho đến nghe chút ít. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới, Nguyễn Trung.